Chào tất cả mọi người đã quay lại kênh Biết Đâu Được. Hôm nay chúng ta có gì nào? Ross chia sẻ kế hoạch làm trang phục trong thời gian tới, tiết lộ một trang phục tối thượng sẽ được ra mắt vào cuối năm. Theo như những chia sẻ mới nhất từ công ty âm nhạc Ross Game, thì kế hoạch trong năm 2020 là ra mắt khoảng 120 trang phục liên minh huyền thoại tất cả. Dù vậy, dịch Covid-19 đã làm ảnh hưởng rất nhiều tới tiến độ ra mắt trang phục vì nhân viên phải làm việc ở nhà. Nhưng bằng cách nào đó, tốc độ làm trang phục của Ross ngày càng tăng và họ còn đặt mục tiêu lên tới 140 trang phục trong năm nay. Bên cạnh việc làm trang phục cho các con cưng để đảm bảo doanh thu, thì Ross Game cũng lên kế hoạch ra mắt trang phục cho các vị tướng không phổ biến, tỷ lệ chọn thấp cho hàng loạt tướng như Kindred, Redside, mà chỉ còn đúng 3 tướng trong danh sách cũ là Nautilus, Gardner và On. Vậy nên Ross Game đã mở rộng danh sách này bằng 8 cái tên, đó là Anivia, Aurelian, Son, Azer, Illaoi, Ivan, Sin, Yorick và Zac. Nhưng nếu bạn yêu thích những vị tướng phổ biến thì cũng đừng lo lắng, vì chúng vẫn sẽ được Ross Game ra mắt trang phục mới thường xuyên. Ví dụ như Lee Sin sẽ có một trang phục huyền thoại trong thời gian tới. Ra mắt chủ đề trang phục mới, dựa theo phản ứng của người chơi với những chủ đề như Loạn Thế Thần Binh, Hoa Linh Lục Địa và Điệp Vụ Siêu Linh, thì Ross sẽ ra mắt thêm những chủ đề có dạng như Hoa Linh Lục Địa. Bên cạnh đó, Ross cũng sẽ ra mắt thêm những dòng trang phục thường niên như Quán Quân, một chủ đề luôn thú vị và mới lạ. Trang phục huyền thoại, Riot Games sẽ đầu tư thời gian và công sức để chỉnh sửa, làm lại cũng như ra mắt thêm những trang phục huyền thoại với hiệu ứng đẹp mắt nhất có thể. Trong đó thì con ngựa của Senna Cowboy là một ví dụ. Trang phục tối thượng và các bậc trang phục. Bất cứ khi nào làm một trang phục bất kỳ, Riot Games sẽ phân loại bậc trang phục dựa trên những câu hỏi như ý tưởng này có thể lớn tới đâu, trang phục đó có phù hợp với vị tướng không, những vị tướng cho hiệu ứng đặc biệt là gì, có ý tưởng sáng tạo nào làm điểm nhấn của trang phục không, tốn bao nhiêu thời gian để hiện thực hóa ý tưởng. Các nhân viên Ross đã trăn trở suy nghĩ và tự hỏi những câu như điều gì là quan trọng đối với trang phục tối thượng, và hiện tại câu trả lời là trang phục tối thượng phải làm cho người chơi cảm thấy Ross thực sự làm ra điều gì đấy đặc biệt. Với những chia sẻ đó, Ross Game cũng tiết lộ rằng họ đang làm một trang phục tối thượng và sẽ ra mắt vào cuối năm nay. Vé sự kiện. Qua hàng năm, các vật phẩm có thể đổi bằng kỷ vật sự kiện đang ngày càng lớn hơn, vậy cho nên Riot Games đang tìm kiếm một cách mới để giúp người chơi nhận được phần thưởng trong các sự kiện của năm sau. Điều này cũng có nghĩa là người chơi sẽ có nhiều cách hơn để nhận được trang phục trong các sự kiện vào năm 2021. Riot thông báo sẽ xóa bỏ tính năng câu lạc bộ vì lý do chúng tôi muốn tập trung phát triển liên minh huyền thoại. Với bất kỳ tựa game MOBA nào, bao gồm cả liên minh huyền thoại, việc xây dựng và phát triển cộng đồng luôn là thứ được các nhà phát triển game quan tâm. Với Riot Game thì một trong những công cụ phát triển cộng đồng của họ là tính năng câu lạc bộ, nơi cho phép một nhóm game thủ liên lạc với nhau dễ dàng hơn. Đi cùng với đó là tên của câu lạc bộ gắn với tên người chơi để tạo ra tính liên kết giữa các game thủ. Tuy nhiên, theo thời gian thì tính năng này dần trở nên lỗi thời và không còn phù hợp nữa. Vì vậy, trong thông báo gần đây của mình, Riot Games cho biết mình sắp loại bỏ câu lạc bộ khỏi client Liên minh huyền thoại. Điều này sẽ được diễn ra vào giai đoạn tiền mùa giải 2021. Giải thích cho việc này, một trong những lý do được Riot Games đưa ra đó là có quá nhiều ứng dụng, công cụ kết nối game thủ tốt hơn hẳn so với câu lạc bộ. Riot đưa ra những cái tên như Discord, TeamSpeak, Mumble, làm ví dụ khi chúng có quá nhiều tính năng hay như tạo kênh chat riêng, chat voice và cả stream cho những người bạn xem nữa. Riot Games thừa nhận họ không thể tạo ra những công cụ tuyệt vời như Discord. Không dừng lại ở đó, một nguyên nhân khác có lẽ là lớn hơn khiến Riot xóa bỏ câu lạc bộ, đó là nó đang xuất hiện ngày một nhiều lỗi và phần nào khiến cho client của Liên minh huyền thoại bị xuống cấp. Và với chiến dịch dọn dẹp client và giảm thiểu tình trạng lỗi, xử lý chậm thì Riot Games cần phải loại bỏ câu lạc bộ. Đương nhiên là Riot Games sẽ không vì việc này mà bỏ rơi cộng đồng. Họ đang hợp tác với Discord trong việc giữ những thành viên của câu lạc bộ có thể tiếp tục gắn bó với nhau trên nền tảng mới. Về phần của Riot Games, họ sẽ tập trung vào phát triển gameplay và những nội dung xung quanh Liên minh huyền thoại và đấu trường chân lý, thứ họ làm tốt nhất. Những dự án như chống lại những thái độ và hành vi xấu, nâng cấp Lion, làm lại cửa hàng Liên minh huyền thoại và ra mắt mùa mới của đấu trường chân lý đang là những ưu tiên hàng đầu của Riot Games. Thời điểm mà tính năng câu lạc bộ chính thức đóng cửa sẽ vào giai đoạn tiền mùa giải 2021 vào cuối năm nay. Riot hé lộ thêm về nhóm trang bị Mythic, một vài đấu sĩ sẽ phù hợp với đồ của sát thủ. Với những thông tin mà chúng ta nhận được từ phía Riot Games, cửa hàng và những trang bị sẽ là trọng tâm của các chỉnh sửa tại tiền mùa giải 2021. Không đơn thuần là thay đổi biểu tượng các trang bị sao cho đẹp hơn, rất nhiều món đồ mới sẽ được thêm vào game và khiến cho meta chuyển biến mạnh mẽ. Một trong số những thay đổi lớn nhất của Riot Games công bố cách đây ít ngày là sự xuất hiện của dòng trang bị Mythic. Chúng ta mới biết được 3 item phục vụ cho lớp nhân vật xạ thủ là Crimson Sailbow, Clefort và Behemoth Slayer. Một món đồ khác dường như thuộc về đấu sĩ là Peddler
Green Graham cũng đã được các game thủ tinh ý phát hiện. Đương nhiên, khi đã có item Mythic cho xạ thủ, các lớp nhân vật còn lại như pháp sư, đấu sĩ, sát thủ, chống chịu hay kể cả hỗ trợ cũng sẽ có những món đồ mạnh mẽ cho riêng mình. Đại diện phía Riot Games là Riot Matt Jester, trưởng nhóm thiết kế lối chơi Liên Minh Huyền Thoại, đã xác nhận điều này. Ông thậm chí còn cho rằng sẽ có những đấu sĩ phù hợp với đồ sát thủ trong một vài trường hợp. Theo lời Riot Matt Jester, chúng tôi đang thiết kế 3-4 trang bị Mythic cho mọi lớp nhân vật, đấu sĩ, chống chịu. Số lượng đó là vừa đủ để đạt mục tiêu mỗi tướng có thể cân nhắc giữa hai trang bị Mythic như một sự lựa chọn ổn định dựa theo tình hình trận đấu. Mỗi tướng có sự tương tác và thích nghi riêng với hệ thống trang bị. Chúng tôi nghĩ rằng sẽ thật tốt nếu giữ cho game có một hệ thống nhất quán như vậy. Chúng tôi không hề ép người chơi chỉ được mua trang bị Mythic của một nhóm tướng nhất định, chỉ là thiết kế về mặt chỉ số và hiệu ứng sẽ thích hợp hơn với lớp nhân vật đó mà thôi. Chúng tôi hy vọng sẽ có một vài tướng tương tác tốt với trang bị Mythic của class khác trong một vài tình huống nhất định, nếu nó không phá vỡ điểm yếu chủ chốt của chúng. Ví dụ, đấu sĩ phù hợp và sử dụng trang bị sát thủ thì được. Tuy nhiên, xạ thủ mà mua đồ Mythic của tướng chống chịu thì không hề ổn chút nào. Mặc dù những thông báo của Riot nghe qua thì khá hợp lý và không có điểm gì chê trách. Tuy nhiên, việc các trang bị phù hợp với nhiều lớp nhân vật lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ phá vỡ meta game. Nếu các bạn còn nhớ thì từng có thời điểm Vladimir, một tướng pháp sư mạnh ở đường trên, từng sử dụng vương miện Surelia, item dành cho tướng hỗ trợ. Hay như gần đây, chúng ta có trào lưu xạ thủ lên vũ điệu tử thần, món đồ vốn dành cho đấu sĩ. Các trang bị quá mạnh đó đều khiến cho những vị tướng sử dụng trở nên mạnh một cách không thể ngăn cản hoặc che lấp đi những điểm yếu của nhân vật. Điều này khiến cho thử thách về việc thiết kế nhóm trang bị Mythic đối với Riot là cực kỳ lớn. Hy vọng rằng những item mới thuộc nhóm Mythic sẽ hoạt động đúng với vai trò của nó, tạo ra một lối chơi mới thú vị hơn cho các tướng sở hữu và không phá hủy metagame. Tốc chiến chính thức cho phép người dùng iOS đăng ký tải, Việt Nam cũng không ngoại lệ. Vào thời điểm công bố sản phẩm Liên Minh, Tốc chiến cách đây đã gần một năm tại sự kiện kỷ niệm 10 năm Liên Minh Huyền Thoại, Riot chỉ mở link đăng ký trước cho người dùng Android. Suốt từ khoảnh khắc định mệnh đó, khoảnh khắc mà Riot công bố tới người chơi toàn cầu về một sản phẩm Liên Minh Huyền Thoại trên nền tảng di động, cho tới bây giờ, thì game thủ iOS cuối cùng cũng đã được phép đăng ký trước. Link mình sẽ để ở dưới phần bình luận nha. Như vậy, có thể thấy rằng Liên Minh Tốc chiến đã tiến thêm một bước khá dài để khả năng được ra mắt người chơi trên toàn cầu vào cuối năm nay. Theo như dự đoán của rất nhiều game thủ cũng như những thông tin hành lang bị leak ra ngoài, cách đây không lâu, VNG, mà cụ thể là Game Studio 3, đã gián tiếp xác nhận nhà phát hành này sẽ là đơn vị phát hành Liên Minh Tốc chiến tại thị trường Việt Nam. Dù vào thời điểm hiện tại, vẫn chưa xác định được VNG và Riot sẽ tiến hành phát hành tựa game này tại Việt Nam dưới hình thức nào, tự VNG phát hành hoặc đồng phát hành cùng với Riot. Trước đó, Liên Minh Tốc chiến đã vượt qua vòng đăng ký nhãn hiệu tại thị trường Trung Quốc trong thời hạn 10 năm, từ tháng 8 năm 2020 tới tháng 8 năm 2030. Liên Minh Tốc chiến chỉ còn cách việc ra mắt đúng một bước nữa, đó là đăng ký bản quyền thương hiệu, thứ mà cả Tencent, Riot đã nắm trọn trong tay. Mới đây thôi, Liên Minh Tốc chiến đã mở đăng ký tester cho người dùng Android. Tuy nhiên, khi đã trở thành tester rồi, game thủ vẫn cần phải đợi những thông tin tiếp theo từ phía Riot Games. Với đợt mở tester lần đầu tiên vào ngày 30 tháng 4, thì ngay sau đó hơn một tháng, Riot đã cho phép người chơi trải nghiệm alpha test Liên Minh Tốc chiến tại hai thị trường, Brazil và Philippines. Như vậy, có thể suy đoán ra rằng, gần như chắc chắn đợt mở tester này của Liên Minh Tốc chiến không phải là ngẫu nhiên. Nếu như đúng với những gì đã diễn ra từ kịch bản lần trước vào thời điểm 30 tháng 4 và kéo dài tới đầu tháng 6, thì có thể thấy cơ hội để một bản beta nữa của tựa game này đến tay game thủ là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Có thể thấy rằng Riot đang nhích dần từng bước để sẵn sàng ra mắt Liên Minh Tốc chiến trong tương lai gần. Chưa bao giờ, dấu hiệu ra mắt tựa game này lại rõ ràng đến như thế. Điều này phụ thuộc tất cả vào quyết định của Riot Games. Hy vọng rằng Liên Minh Tốc chiến cũng sẽ có cách ra mắt bất ngờ, đem lại niềm phấn khởi cho game thủ toàn thế giới trong năm 2020. Sau khi xem xong video, đừng quên để lại một like, một share và đăng ký ủng hộ kênh của chúng mình nha.